sút xa vào, một bàn thắng đẹp vãi cả lòng. Bóng đá là như thế đấy quý vị và các bạn ạ, có thể dùng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để sút vào, từ đầu gối cho tới đầu môi. Cú Vinh, không phải đó là Văn Quyến, vẫn là Văn Quyến, không, chính xác hơn đó phải là Cú Vinh thưa quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với trận đấu lớn kinh dị giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển đất nước Việt Nam diễn ra trên sân vận động Hàng Trống. Bắt chính cho trận đấu này không ai khác hơn chính là trọng tài Toàn Vuvuzela, cao 1m69, nặng 70 cân và hẳn là mang trong mình dê. Lần trước chúng tôi đã tặng cho huấn luyện viên Calisto một chiếc nhẫn. Lần này nếu đội tuyển Việt Nam vô địch, chúng tôi sẽ lại tặng thêm cho ông một chiếc tâm. Chúng ta có thể thấy sự nhẫn, nhằm quyết tâm của huấn luyện viên Calisto đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rất nguy hiểm, Alexander Patov. Kỷ niệm 10 năm Nguyễn Kim và tuần lễ vàng tặng 10 xe Ford và 40 bộ giải thưởng giá trị ưu đãi đến 15%, giảm thêm đến 10% Mastercard gấp đôi bảo hành, đổi trả miễn phí 7 ngày, trả gốc 0%, quà tặng tri ân không phải mua hàng. Sự kiện ưu đãi lớn nhất 10 năm tuần lễ vàng tại hệ thống Nguyễn Kim.